Cô chào các em, cô tên là Võ Thị Thúy Lan, giáo viên trường trung học cơ sở Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình môn giáo dục công dân lớp 9. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong chủ đề Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Ở chủ đề này các em sẽ tìm hiểu hai nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế bao gồm các nội dung. Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. Thế nào là thuế và vai trò của thuế? Trách nhiệm của công dân. Nội dung thứ hai, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân bao gồm các nội dung. Lao động là gì? Đây là nội dung giảm tải. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, trách nhiệm của nhà nước và quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. Theo Hiến pháp nước ta quy định, mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, và mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cô và các em cùng tìm hiểu phần thứ nhất. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Các em tìm hiểu nội dung thứ nhất, thế nào là quyền tự do kinh doanh? Quan sát tranh các em hãy cho biết đó là những hoạt động gì. Hình ảnh thứ nhất là hoạt động sản xuất may mặc. Hình ảnh thứ hai là hoạt động sản xuất dài. Hai hình ảnh này nói về hoạt động sản xuất. Hình ảnh thứ ba là dịch vụ du lịch. Hình ảnh thứ tư là dịch vụ tiệc cưới. Đây là hai hình ảnh nói về hoạt động dịch vụ. Và hình ảnh cuối cùng là trao đổi buôn bán, nói về hoạt động trao đổi hàng hóa. Những hoạt động trên nhằm mục đích thu lợi nhuận, gọi là kinh doanh. Vậy kinh doanh là gì? Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm thu lợi nhuận. Theo Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Vậy, quyền tự do kinh doanh là gì? Là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh, nhưng phải theo quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước. Các em hãy quan sát hình ảnh sau. Đây là hình ảnh về việc làm hàng kém chất lượng. Và hình ảnh thứ hai là việc buôn bán thuốc lá lậu. Đây là hành vi vi phạm về quyền tự do kinh doanh. Và theo luật nước ta quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, 8 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đó là kinh doanh dịch vụ đòi nợ, kinh doanh các chất ma túy, kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật, kinh doanh mại dâm, kinh doanh pháo nổ, kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người, kinh doanh mẫu vật các loài thực vật động vật hoang dã, và mua bán người, bộ phận cơ thể người. Sau đây các em đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Tình huống 1. Qua công tác kiểm tra nắm tình hình sản xuất và buôn bán, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh T đã phát hiện ít có hành vi sản xuất, buôn bán mì chính Ajinomoto và Vedan giả. Theo lời khai nhận thì ít đã mua mì chính Saji, mỗi bao 25kg, rồi đóng mì chính đó vào vỏ bao bì, chính nhãn hiệu Ajinomoto và Vedan. Mỗi túi 454g và bán ra thị trường để thu lãi cao. Tình huống thứ hai, trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng ban quản lý thị trường kiểm tra thấy cửa hàng của bà có tới 12 loại hàng. Vậy qua tình huống vừa rồi, các em hãy cho cô biết, theo em, X và bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có, đó là vi phạm gì? Bằng kiến thức thực tế, các em rút ra được nhận xét. X và bà H có vi phạm quy định về kinh doanh. Đó là
X vi phạm về buôn bán sản xuất hàng giả, còn bà H thì vi phạm về kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép. Như vậy, ngoài hai trường hợp trên, thì trên thực tế còn tồn tại rất nhiều trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về con người, xã hội và môi trường. Và theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định, người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Vậy quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh là gì? Các em tìm hiểu nội dung thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. Đó là được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. Phải kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép. Không được kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm như ma túy, mại dâm, thuốc nổ. Sau đây các em hãy quan sát hai hình ảnh áp phích trên liên quan đến vấn đề gì? Đó chính là vấn đề thuế. Nộp thuế là để chúng ta xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mình. Ai ơi xin nhớ đừng quên, nghĩa vụ nộp thuế đặt lên hàng đầu, muốn cho nước mạnh dân giàu, mọi người chung sức cùng nhau góp phần. Vậy, thế nào là thuế và vai trò của thuế như thế nào? Các em tìm hiểu nội dung thứ ba. Thế nào là thuế và vai trò của thuế? Các em đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Bà A mở đại lý kinh doanh, mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Cuối năm bà A đóng thuế môn bài đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật là 300.000 đồng một năm vào ngân sách nhà nước. Vậy, em có nhận xét gì về việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của bà A trong khi kinh doanh? Qua tình huống trên, các em rút ra được nhận xét. Bà A đã thực hiện đúng nghĩa vụ đóng thuế của mình trong khi kinh doanh. Và có rất nhiều cá nhân và tổ chức kinh tế đã thực hiện đúng nghĩa vụ đóng thuế của mình. Vậy thuế là gì? Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho công việc chung. Nộp thuế là để xây dựng và phát triển đất nước. Nhà nước ta đã trích một phần từ thuế để xây dựng nên các công trình phúc lợi như công trình cầu Mỹ Thuận, công trình đường cao tốc và trường học. Vậy, nhà nước ta đã quy định mức thuế đối với một số ngành, một số mặt hàng như sau. Các mặt hàng đánh thuế cao đó là thuốc lá có đầu lọc, rượu dưới 20 độ, vàng mã, hàng mã. Các mặt hàng đánh thuế thấp hoặc miễn thuế đó là nước sạch, thuốc chữa bệnh, đồ dùng dạy học, in sách, sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, sản phẩm muối. Là những sản phẩm được miễn thuế. Vậy theo em, tại sao nhà nước ta lại quy định các mức thuế suất chênh lệch như vậy đối với các mặt hàng? Vì nhà nước ta muốn khuyến khích phát triển sản xuất trong nước và xuất khẩu hàng hóa, khuyến khích phát triển đối với những mặt hàng, những ngành cần thiết đối với đời sống nhân dân và hạn chế những mặt hàng không cần thiết. Các em cho ví dụ về các loại thuế mà em biết. Đó là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu. Vậy vai trò của thuế là ổn định thị trường, ổn định cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước. Sau đây các em theo dõi một ví dụ. Một doanh nghiệp nào đó trốn thuế thì chắc chắn hàng bán ra rẻ hơn so với một doanh nghiệp làm ăn chân chính. Như vậy,
sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế. Bằng kiến thức thực tế, các em nhận xét được một doanh nghiệp trốn thuế thì sẽ làm cho nền kinh tế bị hạn chế phát triển, và như vậy đất nước sẽ không thể phát triển giàu mạnh, phồn vinh. Vậy, nộp thuế là để chúng ta xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mình, và đó chính là trách nhiệm của công dân trong kinh doanh. Các em tìm hiểu nội dung số 4, trách nhiệm của công dân trong kinh doanh, là công dân phải thực hiện đúng đắn quyền tự do kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế. Sau đây các em hãy quan sát tranh và cho biết những hoạt động trên gọi là gì, nhằm mục đích gì. Hình ảnh thứ nhất, rất quen thuộc với các em trong đời sống hàng ngày, những bác nông dân lao động trên cánh đồng. Hình ảnh thứ hai, những người công nhân đang sản xuất giày. Và hình ảnh thứ ba, thầy giáo đang truyền đạt kiến thức cho học sinh. Và những hoạt động trên đều là những hoạt động lao động nhằm tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội. Vậy lao động là gì? Công dân có quyền và nghĩa vụ lao động như thế nào? Các em tìm hiểu phần thứ hai, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Để giúp các em hiểu rõ hơn nội dung bài học, cô nhắc lại cho các em về khái niệm lao động là gì. Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của con người, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nước và nhân loại. Vậy, công dân có quyền và nghĩa vụ lao động như thế nào? Các em tìm hiểu nội dung thứ hai, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Trước hết các em tìm hiểu quyền lao động. Các em đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Bạn A đang là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở B. Dự định của bạn A là sẽ đăng ký học tại trường trung cấp nghề của tỉnh và học nghề cơ khí. Mẹ của bạn A không đồng ý, bắt A phải thi vào trường trung học phổ thông công lập của huyện. Sau này còn thi vào đại học thì tương lai mới rộng mở. Nếu là bạn A, em sẽ làm thế nào trong tình huống trên? Nếu là A, em sẽ lý giải, phân tích, thuyết phục với mẹ. Mẹ ơi, năng lực của con không thể thi đỗ vào trường cấp 3 công lập được. Con muốn được học trường nghề trung cấp vì phù hợp với năng lực của con. Ở đó, con được học nghề và học tri thức khoa học, mà nghề đó sau này cũng dễ kiếm được việc làm. Với sự thuyết phục và lời hứa quyết tâm của bạn A sẽ thuyết phục được mẹ, và mẹ bạn A cũng sẽ đồng ý với quyết định của bạn. Bố mẹ chỉ có quyền định hướng nghề nghiệp cho con. Còn việc lựa chọn học nghề và tìm kiếm việc làm là quyền tự do của mỗi con người. Theo Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định, công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Theo Điều 5 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, người lao động có các quyền sau đây. Làm việc tự do lựa chọn việc làm nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử. Vậy, quyền lao động của công dân đó là mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. Quyền luôn đi đôi với nghĩa vụ. Vậy nghĩa vụ lao động được quy định như thế nào? Các em tìm hiểu nghĩa vụ lao động. Các em hãy theo dõi tình huống sau. Anh Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng anh không đi học. Không đi làm ở đâu mà suốt ngày chỉ chơi điện tử. Có người hỏi thì anh Nam bảo rằng nuôi con là trách nhiệm của bố mẹ. Mình chưa có gia đình riêng nên chưa cần đi làm. Các em có đồng tình với suy nghĩ của anh Nam không? Tại sao? Cô nghĩ các em sẽ không đồng ý với suy nghĩ của anh Nam
bởi vì đây là suy nghĩ không đúng. Vì theo pháp luật nước ta quy định, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái đến khi trưởng thành. Anh Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông, tức là đã đủ 18 tuổi, đã trở thành một công dân. Là công dân nên phải thực hiện nghĩa vụ lao động. Vậy nghĩa vụ lao động được nhà nước ta quy định như thế nào? Đó là mọi công dân có nghĩa vụ lao động để nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước. Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết, lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác, cũng như thầy giáo, kỹ sư, nếu làm tròn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau. Báo chính là một tấm gương sáng về việc thực hiện nghĩa vụ lao động của công dân đối với tổ quốc. Trong hành trình tìm đường cứu nước của bác đã qua gần 30 quốc gia với gần 20 công việc nghề nghiệp khác nhau như phụ bếp, bồi bàn, quét rác, nhà báo, hoạt động tìm đường cứu nước và người đã tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Thành công của báo chính là một minh chứng sống động cho những giá trị tuyệt vời của người lao động. Sau đây các em hãy liên hệ thực tiễn để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội. Ngay từ bây giờ các em cần phải làm gì? Đó là chăm chỉ học tập, rèn luyện, giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà, tích cực tham gia lao động tập thể ở trường, ở lớp, biết phê phán những hành động lười lao động bất chính và biết quý trọng người lao động, những thành quả lao động. Công dân thực hiện nghĩa vụ lao động đối với đất nước. Vậy nhà nước có trách nhiệm gì đối với công dân? Các em tìm hiểu nội dung số 3, trách nhiệm của nhà nước. Các em đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Ông An là nghệ nhân nổi tiếng về đồ gỗ mỹ nghệ. Thấy nhiều thanh niên mới lớn trong làng bỏ nhà lang thang lên thành phố kiếm sống. Ông tập trung họ lại, mở lớp dạy nghề, đồng thời hướng dẫn các em sử dụng những vật tư thừa trong sản xuất, làm ra các sản phẩm lưu niệm bằng gỗ xinh xắn, để bán lấy tiền giúp các em đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Nhiều người thấy thế cho rằng, ông An làm như vậy là bóc lột, lợi dụng sức lao động của người khác để trục lợi. Qua tình huống trên, các em hãy cho biết, ông An đã có những việc làm gì? Đó là mở lớp dạy nghề cho thanh niên, tạo việc làm cho thanh niên, giúp họ đảm bảo cuộc sống. Và nhiều người cho rằng ông An làm như vậy là bóc lột, lợi dụng sức lao động của người khác để trục lợi. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao? Qua tình huống vừa rồi các em rút ra được nhận xét. Em không đồng ý vì việc ông An mở lớp dạy nghề, tạo điều kiện cho thanh niên có nghề, có thu nhập là việc làm đúng đắn và đáng khuyến khích, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và được nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện. Vậy, trách nhiệm của nhà nước đó là nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, để giải quyết việc làm cho người lao động. Và theo Điều 4 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề để có việc làm, hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút người lao động. Đặc biệt trong mùa dịch COVID khó khăn như hiện nay, thì người lao động và các tổ chức kinh tế luôn được nhà nước quan tâm. Các em hãy theo dõi các hình ảnh hỗ trợ mùa dịch COVID của nhà nước ta. Chính sách về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Nhà nước tặng quà cho người lao động. Các em hãy quan sát
Đây là phụ lục về hợp đồng lao động. Sau này các em lớn lên, đi tìm việc làm, thì các em sẽ được thực hiện hợp đồng lao động giữa bên A là người sử dụng lao động và bên B là người lao động. Và theo Điều 26 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc phải làm, điều kiện lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, bảo hiểm xã hội, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hình thức hợp đồng lao động là hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và làm thành hai bản. Người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 dưới đây. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới một tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Cuối cùng, các em tìm hiểu nội dung thứ tư, quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. Pháp luật nước ta quy định cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại, cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi và cấm cưỡng bức ngược đãi người lao động. Sau đây các em hãy hoàn thành biểu bản sau. Hành vi thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp là hành vi vi phạm của người sử dụng lao động. Hành vi tự ý bỏ việc không báo trước là hành vi vi phạm của người lao động. Hành vi không trả công cho người thử việc là hành vi vi phạm của người sử dụng lao động. Và hành vi không cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong môi trường độc hại là hành vi vi phạm của người sử dụng lao động. Như vậy, nội dung bài học đã khép lại, bây giờ cô và các em sẽ cùng làm bài tập. Bài tập thứ nhất, em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? A. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp. B. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì. C. Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật. D. Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai. E. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước. Và G. Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai. Các em đồng ý với các ý kiến C, E, G. Bài tập 2. Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động? Quyền được thuê mướn lao động. Quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, quyền được thành lập công ty doanh nghiệp. Như vậy, quyền được thành lập công ty doanh nghiệp là quyền lao động. Các em hãy quan sát tranh và đón ý. Hình ảnh thứ nhất các em thấy, đó là hình ảnh một cây sung sai quả và có người nằm dưới gốc cây sung đang há miệng chờ. Hình ảnh này liên quan đến câu thành ngữ. Há miệng chờ sung. Câu thành ngữ này đã kích những kẻ lười lao động, chê bai những người lười biếng. Hình ảnh thứ hai liên quan đến câu thơ. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Câu thơ ca ngợi những vai trò to lớn của người lao động trong việc cải tạo và chinh phục thiên nhiên, cũng như ca ngợi sức mạnh chân chính của con người. Cuối cùng là phần hướng dẫn tự học ở nhà. Các em sẽ học bài, chuẩn bị bài mới, đọc nội dung bài 15, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Tiết học của các em đến đây là kết thúc. Cô xin chúc các em vui, khỏe và học tốt. Cô hẹn gặp lại các em ở chủ đề sau nhé. Cô chào tạm biệt các em.